nên tên tuổi của vùng đất này. Bây giờ là 11 giờ. Miền Tây hôm nay buổi trưa xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã chọn VTV Cần Thơ để cập nhật những tin tức mới trên nhiều lĩnh vực. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong 30 phút tới. Khách du lịch đến Phú Quốc giảm mạnh do giá vé máy bay tăng cao. Nhiều đường bay quốc tế kết nối với đảo Ngọc tạm dừng do giảm khách. Xuất hiện nhiều lời quảng cáo về một loại bút thần kỳ giúp phát hiện trẻ thiếu các loại vi chất, tiến bộ khoa học thuật hay là chiêu trò quảng cáo. Thưa quý khán giả, Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường du lịch của Việt Nam. Nhưng dịp lễ vừa qua, khách du lịch đến với Phú Quốc đã giảm mạnh do giá vé máy bay tăng cao. Nhiều đường bay quốc tế kết nối với đảo Ngọc tạm dừng do giãn khách. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, riêng thành phố Phú Quốc đón hơn 112.000 lượt khách, giảm 11,5% so với cùng kỳ. Giá vé tăng cao là một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch đến Phú Quốc giảm dần. Hiện đường bay kết nối đến đảo Ngọc chỉ còn Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, đường bay từ Ấn Độ đến Phú Quốc và một số đường bay khác cũng đang tạm dừng do giãn khách. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long đang được gấp rút thực hiện để kết nối đồng bộ các tuyến cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù gặp khó khăn về giá vật liệu tăng cao, nhưng dự án vẫn đáp ứng đúng tiến độ. Những ngày nghỉ lễ vừa qua, công nhân, kỹ sư vẫn tình nguyện làm việc xuyên suốt trên công trường. Công trình cầu Mỹ Thuận 2 gồm 4 gói thầu xây lắp. Đến nay, 3 gói thầu phần đường dẫn cơ bản hoàn thành, đạt hơn 78%. Đối với gói thầu thi công cầu chính, phấn đấu đến tháng 11 năm 2023 sẽ hợp long dịp giữa. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 6 km, cầu chính dài khoảng 1,9 km, thiết kế 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.000 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 3 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng có ý nghĩa quan trọng đối với người dân đồng bằng sông Cửu Long. Khi hoàn thành, cung đường này sẽ giúp kết nối liền mạch các đoạn quốc lộ 1A đã nâng cấp trước đó, rút ngắn thời gian từ Cần Thơ đến Cà Mau. Hiện các nhà thầu đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ dự án này để kịp hoàn thành vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Dù ngày lễ, nhưng nhóm công nhân này vẫn miệt mài trên công trường. Đến nay, dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Hậu Giang, Sóc Trăng có 3 gói thầu cơ bản hoàn thành. Riêng gói thầu số 4 dài 7 km qua huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Khối lượng còn lại thì đá thì còn khoảng 3.200 mét khối và bê tông nhựa các loại 5.200. Trong quá trình làm thì những ngày lễ thì xuyên suốt. Trong quá trình thi công thì cũng tăng ca, tăng kíp đồ để làm đêm làm hôm, khuyến khích động viên nhà thầu công để hoàn thành cái khối lượng còn lại. Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Hậu Giang, Sóc Trăng có chiều dài gần 20 km, vốn đầu tư 1.681 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải. Theo dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Giá nguyên vật liệu biến động mạnh, khan hiếm và công tác giải phóng mặt bằng còn chậm là nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Hiện tại thì đã có đủ 100% mặt bằng thì nhà thầu chúng tôi đã tích cực tập trung huy động nguồn nhân lực, thiết bị và vật liệu về công trường để tăng ca, đẩy tiến độ. Phấn đấu là 19 tháng 5 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu số 4. Người dân đang rất mong dự án sớm hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, bởi đây là tuyến đường rất quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp tạo thuận lợi trong việc vận tải hàng hóa và lưu thông an toàn. Từ đó tạo đà cho sự phát triển của vùng trọng điểm về nông sản, thủy sản và cây ăn trái của cả nước. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ được điều chỉnh theo xu hướng giảm trong kỳ điều hành giá diễn ra vào ngày hôm nay. Nhận định của một số doanh nghiệp đầu mối, giá xăng hôm nay có thể giảm khoảng 1.000 đến 1.200 đồng một lít. Giá dầu có khả năng giảm khoảng 810 đồng đến 1.100 đồng một lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh cụ thể còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu cơ quan điều hành trích lập hoặc không chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu hôm nay có thể giảm ít hơn. Từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng này đã trải qua 11 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Để đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong nước, Bộ Công Thương đề nghị ngành ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối và cả hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu tiếp cận vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập hàng.
tình hình thị trường xăng dầu trong nước quý 1 tương đối ổn định. Tuy nhiên, một số thời điểm nguồn cung trong nước vẫn còn bị động. Theo Hiệp hội xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối cung ứng xăng dầu vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung trong nước. Trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính để nhập hàng. Cho dù hạn mức tín dụng vẫn đầy đủ, thậm chí là dư thừa, nhưng điều kiện cho vay rất khó, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Công Thương đề nghị ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận vốn, kể cả hạn mức tín dụng và điều kiện vay. Song song đó, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc tổng nguồn tối thiểu đã được Bộ Công Thương phân giao từ đầu năm. Thưa quý khán giả, 16 năm trước, trong một gia đình ở xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau, bé Đỗ Ngọc Mãi được sinh ra trong sự ngỡ ngàng của người thân. Em không có tay. Trải qua bao năm, dù khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng với nghị lực phi thường, cô bé ngày nào đã trở thành một đứa con ngoan ngoãn trong gia đình, một học sinh xuất sắc trong mắt bạn bè và thầy cô. Khiếm khuyết đôi tay, nên việc học tập của Mãi chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực vươn lên số phận, cô gái này đã tự rèn luyện để có thể viết nhanh hơn, đuổi kịp các bạn. Không được đi học thêm tiếng Anh vì gia đình khó khăn, Ngọc Mãi học theo các chương trình trên TV để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ của mình. Dù vậy, suốt 10 năm qua, cô gái này đều là học sinh khá, giỏi của trường. Con thì không giống mấy bạn khác nên là thường ngày có một số hoạt động con vẫn chậm hơn các bạn. Nên con nghĩ là con phải cố gắng nhiều hơn để đuổi kịp các bạn. Con thích môn Anh văn. Đối với thời gian sau này thì con muốn có một công việc nào đó liên quan đến cái mảng này. Chào đời trong hình hài khác với bao đứa trẻ bình thường, nhưng Ngọc Mãi có thể phụ giúp công việc nhà, tự ăn uống từ khi còn rất nhỏ. 6 tuổi, em được cha mẹ cho đến trường. Đầu thì như cho bé đi học, như là chỉ cho biết mặt chữ thôi. Thì đi học rồi cái bé viết được, bởi vậy rồi mới nói là kêu khuyên con cũng gắng học lên vậy đó. Rồi học sau này đặng gắng học, đặng sau này kiếm cái nghề gì đặng lo tấm thân. Đó là tấm gương để mấy em noi theo. Còn về phía nhà trường có những cái chương trình như mạnh thường quân đồ mà giúp đỡ những cái sức học bổng rồi đó thì cũng có dành riêng cho em. Nhìn những nét chữ của Ngọc Mãi, không ai nghĩ rằng nó được nắn nót từ khuỷu tay chứ không phải đôi bàn tay lành lặn. 10 năm qua, nữ sinh này chưa một ngày nghỉ học. Em chọn làm dày thành tích học tập của mình để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô đã kỳ vọng.